Hey yo, welcome to the speaking task today. So we have just only 5 questions which are really easy for us today. Question number 1, what's your name? Với câu hỏi này thì chúng ta hãy lưu ra các dữ liệu cá nhân bao gồm tên em là gì, em bao nhiêu tuổi và em đến từ đâu, sở thích của em và thời gian rảnh là gì. Đấy là một số dữ liệu cá nhân mà chúng ta có thể trả lời trong một câu hỏi tên bạn là gì, chứ không chỉ trả lời tên em là Mai đâu nha. So my name is Mai, you can call me Tit. And I'm 14 years old. I come from Bình Giang, Hải Dương, and I like English a lot. In my free time, I spend a lot of time listening to music and watching videos. Đấy là một câu trả lời đầu tiên của chúng ta. Câu hỏi số 2, do you live in the countryside or in a city? Bạn thích sống ở miền quê, nông thôn hay là ở một thành thị? Thì ở đây có một ý tưởng gợi ý cho các bạn đây. I live in a peaceful village in the countryside. Em sống ở một ngôi làng thanh bình ở miền quê, nông thôn, countryside. This is the place where I was born. Đây là nơi em đã được sinh ra. And I have lived here for about 14 years. Và em đã sống ở đây được tầm 14 năm rồi. Và các bạn có thể thêm dữ liệu rằng I prefer life in the countryside to life in the city because life in the countryside is quite easy and slow. People are friendly. Everything is cheaper. The entertainment and services are more and more developing. Okay, đấy là một số ý tưởng mà chúng ta có thể thêm vào. Câu hỏi số 3, what do you enjoy doing in your free time? Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh của mình? Thì ở đây cái bạn này, bạn ấy đã có một ý tưởng, đó là bạn ấy thích xem phim. Cụ thể là gì? In my leisure time, trong thời gian rảnh của em, I fancy watching movies or listening to music. Em thích xem phim hoặc là nghe nhạc. I often, cụ thể nhé, bạn ấy cụ thể hơn. I often spend 1 or 2 hours watching videos online. Và cụ thể hơn nữa thì bạn thích xem thể loại gì? My favorite films are action movies. Thể loại yêu thích của em chính là những bộ phim hành động. Okay. Và bạn ấy có một ý tưởng là thể hiện cái cảm nghĩ, cảm xúc của mình khi được xem phim, đó là sitting in front of the screen, được ngồi trước màn hình, watching my favorite action movies và xem các bộ phim yêu thích của em really helps me let my hair down. Thì thực sự giúp em thư giãn. Cụm từ let my hair down các bạn đã học rồi, có nghĩa là thư giãn. Ok, và các bạn có thể thêm các ý tưởng khác nữa nha. Chúng ta có thể thêm nếu muốn. Câu hỏi số 4, what types of social media do you often use? Cái từ social media là các mạng xã hội. Bản thân từ này đã là danh từ số nhiều, nó có thể là danh từ số nhiều luôn. Thì các mạng xã hội nào mà bạn thường hay sử dụng, hãy xem ý tưởng của bạn này như sau. In my spare time, trong thời gian rảnh của em, I'm interested in using social media like. Cái từ interested in này các bạn không thích thì bạn thay nó bằng cái gì ạ? To be fond of, to be keen on, to be into, hoặc là các động từ I fancy, I love, I enjoy, I adore, vân vân. Ok, còn cái từ like là ví dụ như, đúng không nhỉ? Cái từ like này các bạn có thể thay nó bằng gì? For instance, for example, such as, namely, specifically, vân vân. Namely, Facebook, YouTube and TikTok. Đây là mấy mạng mà em hay sử dụng. Và bạn ấy cụ thể hơn là gì? I can watch videos on YouTube or on TikTok all day. Em có thể xem các video trên các cái mạng này cả ngày luôn. Honestly, thành thực mà nói, I can say I am addicted to, em đã bị nghiện với gì nhỉ? Với phim ảnh, films and short videos và các video ngắn online là ở trên mạng, đúng không ạ? Mỗi ngày em xem là cứ phải 180 phút thì em mới chịu chứ không phải là 179 phút, ok? Question number 5, which social media do you like best? Cái mạng xã hội nào mà bạn thích nhất and why do you like it? Và tại sao mình lại thích nó? Ok, hãy xem ý tưởng của bạn này. Bạn ấy nói thì rất là rành mạch và rõ ràng với ba gạch đầu dòng ở đây. Firstly, secondly và last but not least là cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Hãy xem ý tưởng của bạn ấy như thế nào nhé. I enjoy using Facebook the most. Em thích sử dụng Facebook nhất because of some reasons. Bởi vì vài lý do. Và bạn ấy liệt kê ra đây. Firstly, it offers chances. Offer là cung cấp cái gì đây? Chances, các cơ hội. To stay in touch. Cụm từ stay in touch là giữ liên lạc. To stay in touch with friends, giữ liên lạc với bạn bè via instant messaging. Instant messaging là nhắn tin nhanh chóng, ok, thông qua cái sự nhắn tin nhanh chóng trên
trên ứng dụng Messenger, trên cái app Messenger. I love chatting with friends before going to bed. Và bạn này bạn đặc biệt yêu thích đó là gì? Trước khi đi ngủ là bạn phải chat với bạn bè, phải tán gẫu với bạn bè cái đã, đúng không nhỉ? I love chatting with friends before going to bed. Đây là ý tưởng đầu tiên. Ý tưởng số 2, mình thích Facebook bởi vì sao? Secondly, it also offers chances to access. Access là tiếp cận, nó cung cấp các cơ hội để tiếp cận cái gì đây ạ? To access thì phải đi với to nha. To access to an array of free learning materials. Free learning materials là các tài liệu học hành miễn phí. Learning materials, tài liệu học hành. Ok, miễn phí. Bạn này, bạn ấy có thể tìm kiếm các cái tài liệu học hành miễn phí ở trên các cái ứng dụng Facebook này. Which are really helpful to my study. Helpful là hữu ích nha. Những thứ mà thực sự là hữu ích cho cái việc học hành của em. I can look up, bạn ấy cần bồi thêm cụ thể hơn thì bạn làm gì trên mạng để mà tìm kiếm các tài liệu học hành, bạn ấy gì nhỉ? Look up là tra cứu nha, tra cứu từ điển các bạn nhé. Look up new words, tra cứu các từ mới này. Or even ask for specialized knowledge. Và tìm kiếm specialized knowledge là kiến thức chuyên ngành. Ví dụ kiến thức chuyên ngành về tiếng Anh, kiến thức chuyên ngành về toán, vân vân. Ask for là hỏi. Hỏi cái gì? Hỏi kiến thức chuyên ngành từ ai đấy ạ? Từ talented students, okay, from other friendly users. Từ những người dùng, users là người dùng, friendly là sao? Là thân thiện, từ những người dùng thân thiện khác. Có những người mà rất là giỏi trên Facebook và mình có thể tham khảo ý kiến của họ. Thế cái động từ ask for tức là hỏi ý kiến, là hỏi xin kiến thức hoặc là hỏi thông tin về kiến thức đó. Ask for specialized knowledge, hỏi về kiến thức chuyên ngành, chuyên môn. From other friendly users, từ những người thân thiện, những người dùng thân thiện khác. Users là người dùng Facebook các bạn nhé. It's really surprised that, thật là đáng ngạc nhiên rằng many. Thì chỗ này thực ra nó phải là it's really surprising, thật là đáng ngạc nhiên rằng. Rằng làm sao đây ạ? Many of them, rất nhiều trong số họ. Nhiều trong số họ là ai đấy? Là những người dùng Facebook đúng không nhỉ? Những friendly users đó. Là họ làm sao đây? They are teachers or talented students. Họ là những giáo viên hoặc là những học sinh, những sinh viên rất là tài năng. Talented students là những học viên tài năng. Đấy là ý tưởng số 2. Ý tưởng số 2, nếu bạn thấy nó dài quá, mình khó nhớ quá thì mình hãy gạch đầu dòng trong não của mình vài cái nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nó cung cấp các tài liệu học hành miễn phí, cái điều mà rất là hữu ích cho cái helpful to my study, thế thôi cũng được. Nhưng mà chúng ta cũng nên nói cụ thể hơn. Cung cấp cái tài liệu học hành miễn phí để làm gì hoặc như thế nào? Cụ thể nó giúp mình trong cái gì nhỉ? Mình có thể tra cứu từ điển này, look up the new words này, hoặc là hỏi ý kiến chuyên gia. Ask for specialized knowledge, các ý kiến, các kiến thức chuyên ngành. From talented students, hoặc là from other friendly users, từ những người dùng thân thiện khác. Và cuối cùng, last but not least, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là gì? Short Facebook videos, những cái video ngắn ở trên Facebook này làm sao đây? Are also a great way to unwind, thì cũng là một cách tuyệt vời để mà thư giãn, ok? Hoặc là to reduce stress. Trong IELTS thì chúng ta sẽ không dùng cụm từ này, mà ta dùng cụm từ unwind. After a long day at school, sau một ngày dài căng thẳng ở trường, hoặc là after a hectic day at work, một ngày dài căng thẳng ở chỗ làm. Ok, at work là ở chỗ làm. Thì trên đây là toàn bộ ý tưởng của bài này, và các bạn hãy xem kỹ cái bài này nhé. Buổi sau chúng ta sẽ thi một cái buổi thi thật là rực rỡ, và hy vọng các bạn sẽ có một cái bài nói thật là dài, thật là trơn, với những từ vựng liên quan đến chuyên ngành mà chúng ta đã học IELTS, và có được cái điểm số thật là tốt nhá. Goodbye.